Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 24 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu mến mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu đã ví người như hạt lúa mì gieo vào lòng đất để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Còn Thiên Chúa đã xuống thế làm người, tên là Giêsu. Người không chỉ mặc khải cho chúng ta biết về người cũng là Thiên Chúa, và người cũng mặc khải cho chúng ta biết người đến để cứu độ chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của người. Qua cái chết của người, người đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, và qua sự phục sinh của người, người đã cho chúng ta thấy người chính là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa làm chủ cả thời gian và không gian. Qua nội dung đoạn tin mừng trên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác vào Ngài. Một trong những dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa là mình dám từ bỏ những tật hư, nết xấu của mình. Ví dụ, ai nói xấu người, giờ đây tôi quyết tâm không nói xấu người khác nữa. Một khi chúng ta biết chấp nhận từ bỏ những thói quen, sở thích không tốt để dành nhiều thời gian cho Chúa, dành nhiều thời gian cho những việc tốt, thì một cách nào đó chúng ta đang dần dần trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Một khi chúng ta trở thành môn đệ Chúa thì chúng ta sẽ được ở với Chúa. Như lời Chúa đã dạy, ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.